Thế giới trong tương lai, nguồn tài nguyên dần cạn kiệt để không ảnh hưởng đến sự sống còn nên chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định phá hủy một số thành phố tầm thường để giảm bớt áp lực. Hàng trăm máy bay được gửi đến các thành phố mục tiêu và thả chất độc màu đen không rõ nguồn gốc xuống khắp nơi. Người may mắn chết ngay lập tức, kẻ xui xẻo kháng lại chất độc lại sống sót trong thành phố không có trật tự này, đủ loại băng đảng trỗi dậy như Neo, Blowboy, Gamblers cherry sis tất cả bọn chúng ra nam rợ và đáng sợ đốt giết cướp hiếp cướp đã trở thành chuyện thường tình hai vợ chồng mark và nina có thể kháng độc đang cố gắng chạy đến nhà mẹ chồng nương náu mặt trời sắp lặn còn nhiều nguy hiểm chưa biết trước mắt họ quyết định nghỉ qua đêm Hai người sợ hãi đến một ngôi nhà cách xa đường, Mark tay cầm súng bước vào nhà. Thấy tầng 1 không có ai Nina đã thành thạo lấy những thứ có thể dùng được bỏ vào ba lô. Mark đi vào phòng ngủ trên tầng 2 để kiểm tra và phát hiện ra cái chết thương tâm của vợ chồng chủ nhà. Ở trên giường khắp nơi là máu, hai vợ chồng bị giết ngay trên giường. Cảnh tượng này khiến người khác không nở nhìn. Sau đó, Mark quấn xác chết trong một tấm vải và đặt nó vào cabin bên cạnh. Hai người họ đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ khác và lên kế hoạch cho lộ trình ngày mai. Nếu các bạn nghĩ đây một ngôi nhà ma ám thì thật xin lỗi tôi chỉ có thể nói rằng cuối cùng sẽ không có quỷ thần gì cả, ngủ bên cạnh xác chết là điều bình thường khi không có nơi nào để trốn. Nhưng tung tích của họ đã bị một người đàn ông bên ngoài phát hiện. Ngày hôm sau, người đàn ông đó và người bạn của anh ta bị các thành viên của Neo tìm thấy. Không nói một lời, đám người băng Neo đánh anh ta một trận trước. Thủ lĩnh nói rằng nếu người đàn ông biết nơi nào có tin tức của người phụ nữ có thể tha mạng cho anh ta, sau đó người đàn ông lấy ra một bình rượu uống nhưng chưa kịp cạn đã bị tên cầm đầu bắn chết. Người bạn đồng hành của anh ta cũng bị tên đồng bọn trực tiếp dùng rìu lớn chém chết. Ngay lúc này Mark đang đánh răng thì nghe âm thanh của một chiếc xe máy và vội vàng đánh thức Nina. Khi băng nhóm dìu đến nhà, cả hai đã trốn. Đừng nhìn Mark như một người đàn ông ấm áp đeo kính, nhưng thực tế anh ta cũng là một người tàn nhẫn. Mark chấn an Nina và để súng lịa cho cô sau đó anh lấy một chiếc tu vít và lặng lẽ trèo xuống. Đầu tiên, anh đâm chết người đàn ông to lớn nhiều râu lông lá đang vác một chiếc dìu lớn mà không hề có chút nương tay nào. Mark đã cắm một chiếc tu vít vào mắt hắn ta xuyên qua lòng bàn tay. Sau đó hai người lại lên đường, không bao lâu sau, họ đến một siêu thị, còn chưa kịp tìm được thứ gì hữu ích thì một người đàn ông da đen cầm súng xuất hiện phía sau họ. Nathan rất thân thiện và trả lại khẩu súng cho Mark. Khi hai người nói chuyện, một nhóm khách không mời khác đã đến. Mặc dù cả ba người họ đang trốn nhưng Nathan không mấy lo lắng vẫn nói chuyện với Mark và Nina mời hai người về nhà ăn cơm. Ngay sau đó tiếng súng vang lên trong 3 giây rồi đám người kia liền chết mà không biết hung thủ. Hóa ra con trai của Nathan đã núp ở kệ hàng, tay cầm một lọ súng máy hạng nhẹ ZB26 của Sách. Sau đó cả bốn người rời đi, Nathan đã kéo xe cho Mark nhưng vừa chạy đến đường lớn thì bị hai chiếc xe chặn đường. Nathan đã ra ngoài đó nói với họ. Thì ra bọn chúng là người bang Blauboy. Nathan cùng tên thủ lĩnh nói chuyện. Nathan hỏi về 98K của hắn Tata. Tên thủ lĩnh nói hắn ta lấy từ băng đảng khác và hắn ta khoe về cô gái tên Bessie mình vừa bắt được. Tên thủ lĩnh cũng không phải ăn chay. Hắn ta hỏi Nathan về Nina và Mark và vẫn tiếp tục nhìn Nina trong xe. Con trai của Nathan đã sẵn sàng lúc nào cũng có thể cho người đối diện bay màu. Sau khi nhìn nhau một lúc, tên thủ lĩnh vẫn thỏa hiệp và không khiêu khích Nathan. Sau đó gia đình bốn người Nathan đã tiếp đãi Mark và Nina một cách nồng nhiệt. Nhưng sau khi ăn xong và rửa bát, Nathan đã nói với Mark rằng thứ anh vừa ăn là thịt người. Vẻ mặt Nathan không giả vờ chút nào và nói rằng anh ta phải ở lại và tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với bọn họ nếu Mark muốn rời đi, anh ta sẽ cắt Mark thành từng mảnh thịt. Ngay khi mọi thứ đang trở nên rất căng thẳng thì tên băng Miller bị Mark đâm vào mắt lúc trước đã khống chế con gái của Nathan. Hắn ta bắt con gái Nathan của làm con tin muốn anh ta giao ra Mark và Nina. Lúc này con trai Nathan phía sau lặng lẽ lấy ra con dao cắt ngay chân hắn mà cũng vừa lúc hắn ta rút súng bắn về phía Mark nhưng bị trượt. Mark nhân cơ hội kéo Nina bỏ chạy nhưng vợ của Nathan đã bị bắn chết. Mắc ra ngoài nhanh chóng dọn đồ mà bên trong nhà con trai Nathan đang liên tục tấn công tên băng Neuer. Mắc nhanh CHONHS cùng Nina lái xe rời đi. Trên đường hai người không hề biết rằng có hai tên đứng trên cầu đang theo dõi bọn họ. Ngay sau đó Nina bị bắn xuyên qua vai. Mắc vội vàng quay xe lại bỏ chạy. Và ban đêm Nathan đã liên lạc với tên trùng của băng Proudboy nói rằng con và vợ của mình đã chết và muốn hợp tác với hắn ta để bắt Mark và Nina. Tên trùng băng đảng Proudboy này không biết rằng nguy hiểm đang cận kề mà chỉ muốn ra ngoài rủ đám đàn em ra ngoài bắt phụ nữ nhưng lại phát hiện đàn em mình đã chết khi chưa kịp phản ứng liền bị một người phụ nữ người bê bết máu tấn công từ phía sau làm hắn gục xuống sau đó cô ấy dùng khẩu 98 k để phá một nhà kho và giải cứu hàng chục cô gái hôm sau nina giật mình tỉnh dậy hát hiện vết thương trên vai đã được băng bó và đóng vảy cô đi xuống gaza dưới tầng hầm và tìm thấy một chiếc ô tô hỏng cô cố gắng nổ máy nó mà lúc này mark nghe thấy tiếng động và đi lên phòng trên lầu anh thấy trong phòng có hai người đang bị trói và chùm đầu lại mà cẩn thận bước tới cởi mũ trùm đầu ra thì phát hiện là hai cha con nathan đang ngơ ngác lúc này một người tiến đến cửa và dùng súng ép mark bỏ vũ khí xuống cùng lúc đó Bessie đang lái xe thì nghe thấy âm thanh ra sau cốp xe, cô đậu xe bên đường rồi ra phía sau với vẻ mặt lạnh lùng. Messi lấy kẹo cao su trong miệng ra ném lên khuôn mặt đầy kinh tởm của tên trùng Plowboy rồi lấy súng lục ra bắn vào chân hắn ta sau đó đóng cốp xe lại. Lúc này Mark đang bị một tên tóc vàng đe dọa, hắn ta cũng là một kẻ biến thái. Tên tóc vàng nói rằng hắn ta không thích bạo lực, nhưng lại muốn Mark phải chiến đấu với một tên to cao, nếu thắng hắn có thể tha mạng cho bọn họ. Dưới lầu Nina không biết chuyện vẫn đang nghe nhạc uống rượu mà không biết bên ngoài của sổ Bessie đang nhìn càng không biết Mark đang phải đánh nhau với tên đàn em to con của tóc vàng nhưng mắc quả yếu so với hắn ta anh bị hắn liên tục vật ngã mắc cắn lấy tay tên to con làm hắn đau đớn quăn mắc ra ngã xuống người tên tóc vàng mắc nhân cơ hội giữ lấy cây súng bắn vào ngực tên tóc vàng nina sau khi nhảy xong thì ngã người xuống sofa bessie cũng mỉm cười rồi quay người rời đi rõ ràng cô ấy bắt đầu quan tâm đến nina bessie đến chỗ chiếc xe và mở cốp xe ra liên tục bắn cô đã giết chết tên trùng băng plowboy mà không chút do dự cha con nathan cũng bày tỏ sự cảm ơn của anh ta với mark và rời đi mark bắt đầu luyện tập bắn súng và nina cũng muốn học tập Mada chỉ cho cô và Nina rất có năng khiếu với súng. Một số người có thể có cảm giác tự nhiên với vũ khí. Mặc dù cô không thể so với những tay súng kỳ cựu nhưng cô ấy giỏi hơn rất nhiều người mới dùng súng. Lúc này, Messi đã bí mật theo dõi hai người trong phòng. Sau đó, cô cầm chiếc nhẫn lên nhìn và chìm vào suy nghĩ sâu sắc. Mada đưa Nina đến nhà để xe dưới tầng hầm và cho cô thấy một chiếc ô tô mới. Hai người đến xe và bầu không khí dần trở nên mơ hồ. Trước khi cả hai có thời gian làm chuyện xấu, một nhóm người đội mũ sừng nai xông vào cửa. Bọn chúng bắt hai người và ném Nina xuống sau đó dùng vòng xoay quyết định vận mệnh hai người hóa ra bọn chúng là người của băng gamblers cả hai đã bị bắt nhốt lại như một con chó bọn chúng đưa hai người đến một ngôi nhà bỏ hoang băng gamblers bất luận nam nữ già trẻ đều là những con bạc coi thường sống chết hai người không biết rằng mình sẽ bị coi như đồ chơi mark và nina bị bắt đến một căn phòng đầy người sau đó bọn họ trói tay chân của hai người bằng dây cáp và đeo găng tay súng đặc biệt vào tay còn lại và dùng khoang cố định tay họ vào cọc gỗ đau đớn khiến hai người không khỏi hét lên theo lời tuyên bố của tên trùng gamblers các con bạc bắt đầu đặt cược chỉ trong vài giây đã khiến đám gamblers hăn như chọc tiết gà Tên trùng nói quy tắc của trò chơi là 5 vòng tổng cộng, miễn là người được cược khâu chết là có thể chia tiền về nhà. Nhưng mỗi khi viên đạn trong súng tăng lên, cơ hội sống sót là rất nhỏ. Ngay từ vòng đầu tiên tên trùng Gamblers đến phía sau Nina để giúp cô bắn phát súng đầu tiên. Tiếng đạn vang lên và hai người họ vẫn còn giữ được mạng mình, điều đó rất thú vị. Độ điên cuồng của đám dùng mạng người khác đặc cược đã đạt đến đỉnh điểm. Chẳng mấy chốc, vòng thứ hai bắt đầu. Lần này, Mark hơi kém may mắn và bị Nina bắn vào vai. Nina nhìn thấy vậy thì hét lên và vùng vẫy một cách tuyệt vọng với bàn tay còn lại rút ra có hai con ả đang ngồi trên bệ đá đánh nhau vì vụ cá cược nina nhân cơ hội này cố gắng để rút tay phải ra khỏi dây cáp và rút khẩu súng lục của tên trùng và giết chết lão ta bằng hai phát súng nina cũng nhanh chóng bắn vào cọc đã cố định tay mình và chồng nina hành động rất nhanh và dứt khoát đã thành công cứu cả hai khiến đám người băng gamblers vẫn còn bàng hoàng tên trùng bị bắn vẫn chưa chết vẫn muốn ngóc đầu phản khán nào ngờ bị nina cho một phát súng đưa về đất mẹ lúc này có một con ả to béo chặn đường nina rất kiêu ngạo chĩa súng vào ả ta ả ta thỏa hiệp và cho mắc cùng nina thời gian trốn thoát là năm giây sau 5 giây kết thúc cả đám gamblers như hăn tiết gà lao ra chỗ kho vũ khí. Mark cùng Nina nhanh chóng ra ngoài xe rời đi mà bên trên có hai tên đứng gác đang muốn phấn khích như một cơ khỉ la hét muốn cược xem ai là người bắn súng nào ngờ ngay lúc này lại Bessie bị bắn chết. Băng đảng gamblers bắt đầu săn lùng hai người đến tận nhà bố mẹ Nina. Sau khi đến nơi Nina mới biết cha mẹ mình đã qua đời. May mắn là những người hàng xóm đã giúp giữ lại bức thư của cha mẹ Nina. Hàng xóm nói với Nina ngôi làng hiện tương đối an toàn vì bẫy bom được thiết lập và có người canh gác 24 trên 24. Ngày hôm sau Bessie cũng lẻn vào nơi ở của Nina, cô ấy muốn ở đây bảo vệ họ. Sau khi tìm kiếm, cô đã tìm được vị trí bắn tốt nhất và bố trí súng đạn. Lúc này Nina thấy rằng ông già hàng xóm đang lén lút làm gì đó và cô phát hiện ra ông ta có liên hệ với băng đảng Gamblers. Nina nhận ra điều đó không ổn và nhanh chóng bế đứa trẻ hàng xóm, chạy về nhà và nhanh chóng nói với Mark. Hiện tại cô đã sẵn sàng cho một trận chiến, Nina cầm một khẩu súng trường và muốn chiến đấu. Cô đã để lại cho Mark một khẩu súng lục để phòng thân và giao cô bé hàng xóm cho anh. Mà Betsy cũng lấy vũ khí hạng nặng của mình ra lắp đạn con ả à to béo vẫn đang đẩy la hét đàn em nhưng lúc này một tên đàn em đứng gần ả à đã bị giết nina nhanh chóng bóp cò và giết thêm một tên nữa vị trí của cô bị lộ và liên tục bị bắn nina chỉ có thể bỏ chạy lúc này Betsy liên tục xả súng khiếm dám băng đàn gamblers thương vong vô số không dám ló đầu ra nhưng nina bên này cũng đang gặp phải nguy hiểm may mà mark xuất hiện kịp lúc cứu cô sau đó nina lấy ra một quả bom tự chế và chuẩn bị tặng cho đám gamblers một món quà lớn lúc này những người hàng xóm canh gác vẫn tiếp tục bắn tỉa kẻ thù nina đã lấy quả bom và ném nó vào đám gamblers mark cũng giết một tên đánh lén trong phòng Lúc này, Messi cũng bị thương nặng ở bụng mà bên phía Nina cũng đang không ngừng chống trả. Lúc này một chiếc máy ủi hạng nặng với khẩu súng máy đang không ngừng tiến đến quyết sạch đám gamblers và đang tiến vào chỗ Nina. Vào thời điểm quan trọng, Nina cuối cùng đã mở dây kéo chắn ngang và thành công lật được chiếc xe ủi mà không có chút hồi hộp nào. Lúc này Messi đã đến nhà và đưa chiếc nhẫn mà cô ấy đã nhặt được cho Mark và nhờ anh ấy đưa cho Nina. Nhưng sau đó sĩ đã bị con ả to béo bắn vào đầu, sau đó ả ta luôn muốn xử luôn Mark. May mắn Nina xuất hiện kịp thời và bắn chết ả ta. Sau khi chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm, nina cầm súng đến nhà hàng xóm đã phản bội không ngờ khi mở cửa ra cô phát hiện có rất nhiều dấu chân đẫm máu của trẻ em nina đến gần và nhìn ông ta và xác định lão đã bị giết chết nina lấy đi chiếc hộp trên bàn lão và rời đi trên đường đi cô nhìn thấy một cô bé vô tội với hai tay dính máu và bàn chân đầy máu đang ngồi trên chiếc xe đồ chơi nhìn mình chắc chắn thật không tốt khi có thể sống sót đến bây giờ trong những ngày tận thế trở về nhà nina đã đưa chiếc hộp cho mark bên trong đó có một khẩu súng lục quý giá mark cũng đeo cho nina chiếc nhẫn do bessie đưa